Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Hội thánh toàn hảo. Một người kia gặp mục sư Billy Graham, một truyền giáo thế giới đầy ơn Chúa, bảo rằng: "Tôi đang tìm một hội thánh toàn hảo để gia nhập. Mục sư là người đi đó đi đây rất nhiều, tiếp xúc nhiều. Nếu mục sư có biết hội thánh nào là toàn hảo, xin giới thiệu để tôi xin gia nhập làm hội viên." Tiến sĩ Billy Graham đáp: "Trong đời tôi chưa hề gặp hội thánh nào là toàn hảo cả, và tôi tin rằng hội thánh như thế cũng không hề hiện hữu. Anh đừng tìm vô ích." Và mục sư Billy nói thêm: "By the way, giả như nếu anh tìm được một hội thánh toàn hảo, thì tôi khuyên anh cũng đừng nên gia nhập hội thánh ấy. Bởi nếu khi anh gia nhập vào, e rằng hội thánh sẽ không còn toàn hảo nữa." Có nhiều người giống anh này. Khi nhìn vào hội thánh, thấy có những người xác thịt, thấy có những người chưa được tái sanh, thấy có những điều tiêu cực, nên thất vọng và xa lánh hội thánh. Có khi còn chê bai, phê phán, chỉ trích hội thánh nữa, muốn đi tìm một hội thánh toàn hảo. Đúng như lời mục sư tiến sĩ Billy Graham nói, không có một hội thánh toàn hảo trên địa cầu này, bởi do hội thánh bao gồm những con người không toàn hảo. Một người nói rằng, cơ đốc nhân là người không toàn hảo, nhưng được tha thứ. Điều này cho thấy ân điển của Chúa thật to lớn và lạ lùng. Hội thánh Corinto khi xưa có đủ các vấn nạn và tội lỗi, đầy dẫy những con người sống theo xác thịt. Nhưng lời Chúa vẫn cho biết rằng thân thể tín hữu là đền thờ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nhắc họ: "Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sang." Ông gọi hội thánh Corinto là hội thánh của Đức Chúa Trời. Một trong những hình ảnh ví dụ về nước thiên đàng do Chúa Giêsu kể trong Ma-thi-ơ đoạn 13 có câu chuyện nước thiên đàng, hội thánh ở thế gian giống như một đám ruộng được người chủ là Chúa gieo giống tốt vào, nhưng rồi kẻ thù là Satan gieo cỏ lùn vào và mọc lẫn lộn giữa lúa mì. Các đầy tớ đòi nhổ cỏ lùn loại đi, nhưng chủ bảo hãy cứ để đấy. Trong ngày mùa gặt, đích thân chủ sẽ làm điều đó. Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 24 đến câu 30. Điều này cũng được Chúa Giê-xu xác định một lần nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Những câu chuyện nói về ngày phán xét khi Chúa Giê-xu tái lâm. Lúc đó Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 32 đã chép như vậy. Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng hội thánh trên đất không hoàn hảo. Hội thánh có cỏ lùn và lúa mì, dê và chiên lẫn lộn. Nhưng xin đừng ai vội tìm cách loại cỏ lùn và dê ra khỏi hội thánh lúc này. Bởi sự thật là không có ai có thể biết rõ ai là cỏ lùn, ai là lúa mì, ai là dê và ai là chiên. Hãy để việc này cho Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại. Đó là việc của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời đang khi còn ở thế gian này thì chưa toàn hảo, nhưng Chúa Giê-xu đã đổ huyết báu ra để mua chuộc hội thánh. Lời Đức Chúa Trời cho biết Chúa cứu thế yêu hội thánh và hy sinh mạng sống mình, khiến hội thuộc về Thượng Đế. Ngài dùng lời phán làm cho hội được tinh sạch. Sau khi đã rửa bằng nước, Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình, với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hy sinh chính mình để sửa soạn hội thánh, được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tì vết, không khuyết điểm, hầu cho hội được thánh hóa và không chỗ chê trách được. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 27. Hội thánh chưa toàn hảo là hội thánh bao gồm những con người chưa toàn hảo, nhưng đó là hội thánh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu quý.
Chúa Thánh Linh hiện diện và được gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 20 câu 28, Galati đoạn 1 câu 3, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 14, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 1 câu 4, Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 5 câu 15 đã chép như vậy. Amen. Thank you.